Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Công an Hà Nội không bao giờ chấp nhận cán bộ bảo kê tiếp tay cho cát tặc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định không bao giờ chấp nhận cán bộ thực thi nhiệm vụ mà làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho cát tặc. Chiều 3 tháng 10 tại buổi họp báo thường kỳ do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trả lời vấn đề báo chí quan tâm về nạn cát tặc trên sông Hồng. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Bộ Công an, lãnh đạo thành phố giao lực lượng Công an thành phố Hà Nội làm chủ công phối hợp với các đơn vị đưa ra nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng bến bãi không hợp pháp. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch và giao phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an các quận, huyện để đấu tranh với tội phạm này. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Công an thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý vấn đề này. Ông dẫn chứng, ngày 17 tháng 7 năm 2024, Công an thành phố đã xác lập chuyên án để bắt giữ toàn bộ đối tượng khai thác cát và đem đi bán tại địa bàn giáp danh giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội. Vụ án này đang được điều tra mở rộng để xét xử điểm. Các công ty và các đối tượng này đều ở Vĩnh Phúc, là người Vĩnh Phúc và Phú Thọ, không có đối tượng nào liên quan đến Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói. Cụ thể, với chuyên án trên, Công an thành phố Hà Nội đã bắt, khởi tố và tạm giam 9 đối tượng, thu 2 tàu hút, 2 máy xúc và 9.000 mét khối cát, trị giá hơn 700 triệu đồng và một súng thể thao. Với thông tin báo chí phản ánh về việc khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua huyện Thường Tín và Thanh Trì, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đây là địa bàn giáp danh với tỉnh Hưng Yên. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, bên kia sông Hồng thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cũng có mỏ cát nên các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp danh để chạy sang địa bàn tỉnh khác khi bị truy quét. Trong khi việc định vị cụ thể hành vi vi phạm trên sông, lực lượng công an phải mời Sở Tài nguyên Môi trường xác định. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã quyết liệt đấu tranh với cát tặc, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận. Công an thủ đô không bao giờ chấp nhận cán bộ thực thi nhiệm vụ mà làm ngơ, tiếp tay, bảo kê, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói và cho biết, bất kỳ trường hợp nào vi phạm cũng phải xử lý nghiêm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Công an huyện Phúc Thọ mật phục bắt giữ 2 tàu cát tặc trên sông Hồng, địa phận huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Sáng 26 tháng 9, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an và Công an huyện Phúc Thọ để bắt giữ 2 tàu hút trộm cát trên sông Hồng. Cụ thể, hồi 21 giờ 15 ngày 25 tháng 9, đội cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Phúc Thọ, trinh sát mật phục trên sông Hồng tại địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ. Quá trình mật phục, phát hiện bắt giữ một tàu gắn số kiểm soát VR070336XX đang hút cát từ lòng sông Hồng bơm sang khoang chứa hàng cho tàu gắn số đăng ký VP19XX. Kiểm tra trên tàu hút gắn biển kiểm soát VR070336XX có 3 người và trên tàu VP19XX có 2 người. Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt trên 2 tàu nêu trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và giấy tờ liên quan đến phương tiện. Trước đó, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã chủ trì cùng các lực lượng khác tiến hành đột kích bắt giữ 4 tàu cát tặc trên sông Hồng, thu giữ 1.100 mét khối cát. Sáng 20 tháng 5, Đại tá Nguyễn Văn Chiêu, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, đơn vị vừa bắt giữ 4 tàu cát tặc và 1.100 mét khối cát. Theo đó, hồi 21 giờ 45 ngày 19 tháng 5, trên sông Hồng, thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác của Thủy đoàn 1 chủ trì phối hợp với phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an huyện Văn Giang đã kiểm tra phát hiện 4 tàu hút cát trái phép. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.